Thưa sư, cho con hỏi với tốc độ dân số Việt Nam già đi ngày càng nhanh giống như Nhật Bản và trong tương lai, thế hệ trẻ sẽ chịu áp lực lớn khi phải làm để nuôi người già với tỷ lệ 1/4 và việc dục của chúng sinh ngày càng cao không có dấu hiệu dừng. Người tu hành ngày càng ít đi ở lớp trẻ thì có nguy cơ chánh pháp biến mất không ạ? Nhanh không ạ? Thêm nữa, do thế hệ trẻ tụi con chịu áp lực từ công việc tài chính và gia đình một cách kinh khủng, thì việc dành thời gian cho Phật Pháp càng bị giới hạn đi rất nhiều. Và lớp trẻ có trào lưu như phương Tây là hưởng thụ cho bản thân. Chứ nếu sinh con sẽ là gánh nặng kinh tế hoặc mất sự tự do. Con thì còn trẻ cũng có ý định xuất gia, vậy trong tương lai, việc cúng dường cho mấy sư càng ít đi thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc tu tập không? Còn có nghe pháp diệt tận, không biết phải trách pháp do Phật thuyết không? Thì trong tương lai người ác sẽ rất nhiều, người thiện sẽ rất ít, thì mấy sư sẽ bị xem như gánh nặng của xã hội, bị chỉ trích và chê trách, bị xem nhẹ không khác gì ba chấm. Do trong tình cảnh đó nên mấy sư sẽ đi vào núi rừng an yên tu hành, chùa pháp hoang vắng không người sửa sang, các chánh kinh cũng dần mất đi. Viễn cảnh này con thấy nó tới ngày càng nhanh, và vì trong vài năm tới con sẽ xuất gia. Vì sư hơi kẹt tí xíu cho nên mời đại đức Tuệ Tường trả lời trước. Chờ đại đức chờ tí xíu. Kính thưa quý vị, sư rất là tán thán cái câu hỏi của cái vị này. Bởi vì sao? Bởi vì có cái sự quan tâm đối với Phật pháp, và sự quan tâm này nó có một cái tầm nhìn rất là xa, nên đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay. Ở đây á, trước khi nói về những cái gọi là biến cố của Phật pháp, thưa quý vị, biến cố Phật pháp nói chung á, tụ chung là biến cố Phật pháp, thì sau khi mà Đức Thế Tôn nhập diệm Niết Bàn, có những biến cố từng đã xảy ra, những cái biến cố về Phật pháp ở các nước quốc giáo. Điển hình là trong sử liệu Sri Lanka, thưa quý vị, thì có ghi có những biến cố như thế nào, những biến cố đã từng trải qua như là vào thời vua Asoka, thưa quý vị, vua Dục đó, lúc mà ông mới đăng quang lên đó, thì lúc đó là thời điểm đó là giáo pháp bắt đầu có dấu hiệu đi xuống rồi, hiệu đi đi xuống, dấu hiệu cho Phật pháp đi xuống rồi. Mà cụ thể là tới thời vua Asoka và truyền qua đảo Tích Lan, thưa quý vị, thì dấu hiệu đi xuống là như thế nào, là cái người tu, quý vị, những người tu á, là họ không, đa phần không có còn tu thuần tí nữa, không, mà là giống như là giả giả như vô kiếm lợi lộc này nọ thì nhiều. Thì thời điểm đó là vua Asoka cũng được thanh lọc các vị sư á, vị nào mà chân chính, vị nào không chân chánh. Đó là một cái biến cố Phật pháp thì đầu tiên. Biến cố thứ hai á, là Phật cái gốc á, của Phật pháp á, ở Ấn Độ. Nhưng mà giờ quý vị thấy đó, Ấn Độ bây giờ nói về Phật giáo tỷ lệ cho những tôn giáo khác đâu có nhiều đâu. Theo sự biết á, thống kê hình như là toàn đất nước Ấn Độ mà tín đồ theo Phật giáo á, hình như khoảng chiếm hình như khoảng 7-8% hay gì, 20% gì. Còn biến cố thứ hai, biến cố tiêu biểu nè, để quý vị hiểu là ở Sri Lanka có một thời điểm, thưa quý vị, là cũng bị gián đoạn do chiến tranh, do nạn trộm cướp rồi đó, thì bị gián đoạn rồi. Quý sư quý chư tỳ kheo á, là hồng có nghĩa là hầu như là bị đứt đứt luôn, đứt đoạn thời gian đó luôn, thì mới nhờ tăng đoàn của Myanmar
Myanmar và một phần của Thái Lan đó mới qua bên đảo Tích Lan truyền lại đó. Rồi quý vị cũng biết đó, cái sự kiện mà giống như sự kiện mà Pol Pot đó, Pol Pot ở Campuchia à, thời điểm đó là Pol Pot diệt chủng, thưa quý vị, diệt chủng nghĩa là giết giết người xong rồi vô chùa giết sư sãi rất là dã man, thưa quý vị, diệt chủng mà. Thì khi đó đó phái đoàn của các sư Nam Tông Kinh ở Việt Nam mới đi qua bên Campuchia để khôi phục lại. Đó là những biến cố mà sư kể cho quý vị để quý vị nắm rõ, là không phải cái điều mà quý vị lo ở thời điểm này mà nó từng xảy ra ở trong quá khứ rồi. À, và còn một cái sự kiện nữa, sự kiện là Hồi giáo, thưa quý vị, tấn công vào Đại học Nalanda, cũng hình thức diệt chủng rất là dã man. Cho nên tụ chung là sao? Tụ chung câu hỏi là cái câu hỏi này á, là cái vấn đề mà Phật pháp đến thời điểm này, thưa vị, đến thời điểm này thì nếu mà nói về cái đồ thị á, nó cũng là một cái chiều giống như đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên xuống đó. Trong chú giải Tăng Chi có nói là riêng về giáo pháp của Phật Gotama hạnh trí tuệ thì có nghĩa là trong giai đoạn mà khoảng 5.000 năm, thưa vị, có nghĩa là xê xích, nghĩa là 5.000 năm đấy, ở đây á, không phải là chính xác 5.000 năm, nhưng mà ở đây mình phải hiểu là một cái mức là nằm ở đó, nghĩa là có thể 5.100 mấy năm, hay là 4.000 mấy năm đó, hay là 5.600 mấy năm, nhưng mà nằm ở mức đó. Cho nên quý vị hiểu á, là cái điều quý vị lo là đúng, đúng không? Nhưng mà rồi cái quy luật, thưa vị, cái quy luật thôi, nó quy luật nó pháp có sanh có diệt, đúng không? Cái thời kỳ cũng vậy, không chỉ Phật pháp mà thời kỳ của cái quả đất này nó cũng là thành trụ hoại diệt đó. Cho nên á, khi mà cái vị này mà nói nè, có những cái điều lo này. Đương nhiên điều này sẽ xảy ra thôi, nó xảy ra một thời điểm thôi, vì tại vì giáo pháp mình đã đi gần hơn nửa đoạn đường rồi, đến một lúc thì nó cũng sẽ, cái điều đó quy luật hiển nhiên. Bởi vậy tại sao quý vị phải hiểu là Đức Thế Tôn dạy các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng đã nhắn gửi vậy, có nghĩa là vạn pháp nó đều phải sanh diệt, luôn thay đổi như vậy, đều phải chịu chi phối bởi tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Cho nên mình hãy nỗ lực như tôi ngay trong lúc này, ngay trong thời điểm nè, giáo pháp còn đó. Riêng cái bế cuối á, thì cái vị này nói là viễn cảnh này cho con thấy tới càng ngày càng nhanh, vì trong năm tới con sẽ xuất gia. Theo suy nghĩ nha, theo suy nghĩ nha, là thôi đừng đợi năm tới nữa. Nếu mà đã hiểu như vậy nè, đã có sự ưu tư mà sâu sắc như vậy nè, nếu được bây giờ thì thôi xuất gia liền bây giờ đi, chứ đừng có nghĩ mà vài năm tới nữa. Thế vậy là đôi khi á, cái vô thường nó đến á, mình có chắc là một đêm nè, đêm nay nè, mình nghe pháp xong, mình nghe pháp của chương trình vấn đáp này của sư Hành Tuệ với sư Tư Tường xong, mình có chắc á, là buổi sáng hôm sau là mình thức dậy mình vẫn còn thở không? Cái này không phải sư nói chù ẻo hay sư rủi gì nha, nhưng mà sư nói cái tính chất vô thường đó, quý vị, nó đến rất là kinh khủng. Mà nếu mà mình ý thức được, mình có tu, đặc biệt quý vị nếu mà có, quý vị có tu á, thì Vipassana, quý vị có sự tiến bộ, thì quý vị biết á, là cái sự rủi ro trong sự tử luân hồi, cái sự chết đó, đến với mình đó, nó không phải là đến cái chết vật lý đâu, giống như là hơi thở mình nó mất rồi, cái hơi ấm của mình nó không còn, cái thức mình nó đi tái sanh, đó là chết không phải, thưa quý vị. Nếu quý vị có tu tứ niệm xứ, tu thiền Vipassana, thì quý vị biết là ngay trong hiện tại mình đã chết đó, từng trong sát na, mình đã từng sanh diệt sống, sanh diệt đó, đúng không? Đã từng chết trong sát na. Cho nên sư á, trải qua từng cái biến cố, từng cái giai đoạn mà thăng trầm ở trong Phật pháp đó, cho quý vị ý thức rõ, đúng không? Mà quý vị đã hiểu được là pháp đó, thì nó bản chất là phải như vậy thôi, có thành trụ hoại diệt và sanh sanh diệt thôi. Cho nên nếu mình hiểu được như vậy thì thôi, nếu mình hãy ngay xuất gia, ngay từ bây giờ, mình tu ngay từ bây giờ đi, chứ đừng, mình đừng có hứa, tu mình đừng có hứa, tại vì mình nó không có chắc, quý vị, nó không có chắc đâu. Nói chung là trước khi kết thúc câu hỏi này, sư cũng có lời khuyên là mình nên ý thức rõ được cái việc mà sanh tử ngay trong hiện tại,
mình ngay đây mình đang sanh diệt ngay trong hiện đại này, mình đang chết ngay trong hiện tại nè, chứ không phải là đợi đợi khi mà mình chết vật lý mới gọi là chết đâu. Nên hãy ý thức được cái việc đó mà hãy cố gắng mà nỗ lực tu tập ngay ngay bây giờ và luôn bây giờ, và đừng có để gián đoạn. Đã xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn thầy Đức Đại Tường. Thưa quý vị, khi mà sư đi miếng, sư từng chứng kiến những tăng đoàn giới hạnh trong sạch đi rợp một cái con đường rất là đẹp, và những vị có sự tinh tấn tu hành, có giới, có định, có tuệ. Khi mà sư tiếp xúc thì sư nghĩ là nếu như cái thế giới này mà nó đi đến cái sự diệt vong của chánh pháp thì có lẽ những cái xứ như là xứ Miến Điện sẽ là thành trì cuối cùng của chánh pháp, nơi mà pháp học pháp hành vẫn còn. Nhưng mà khi mà sư đi về đó, trên con đường mà sư đi về sân bay để mà đi về lại Việt Nam, thì sư thấy là đã có những biểu hiện của sự suy thoái. Đó là cái xứ Miến Điện hồi xưa thì phải nói với quý vị, họ mặc đồ rất là kín, kín từ cổ tay cho đến cái cổ chân, đồ kín lắm, không có đồ hở đâu. Nhưng mà khi mà sư đi về thì sư thấy là nó đã dần thay đổi, nó đã dần thay đổi. Cái cuộc sống vật chất nó bắt đầu nó ô nhiễm dần cái xứ Miến Điện. Và sư nghĩ là cái gì nó cũng sẽ phải tới, và nếu như mình không tranh thủ khi mà chánh pháp nó còn nhanh chóng, nó còn còn ở đó, nó còn những cái vị mà biết pháp học pháp hành, những vị có thể hướng dẫn mình đúng đắn về chánh pháp, những vị có thể hướng dẫn mình đúng đắn về sự thực hành, mà mình không tranh thủ mình đi thì sẽ đến một lúc nào đó mình muốn tìm một vị hướng dẫn mình chánh pháp không còn, mình muốn tìm một vị mà hướng dẫn mình pháp hành cũng không còn. Lúc bây giờ người cái đạo Phật của mình sẽ là một cái đạo rất là lạ lạ lắm, và người ta vẫn sẽ gọi đó là đạo Phật, giống như trong bài kinh Anh Thác Cá Đức Thế Tôn nói. Ngày xưa đó có cái trống tên là trống Anh Thác Cá, nhưng mà rồi á, xài lâu dài thì cái nang này bị hư, người ta thay bằng cái nang khác. Rồi cái mặt trống bị hư, người ta thay bằng cái mặt trống khác. Cái đinh tán bị hư, người ta thay bằng cái đinh tán khác. Rồi dần dần á, cái trống đó nó không còn làm từ những cái thành phần từ cái trống Anh Thác Cá ban đầu nữa, nhưng người ta vẫn gọi đó là cái trống Anh Thác Cá. Cũng vậy, về sau người ta sẽ dần ưa chuộng những cái bài thơ, những bài văn, những bài hát, những câu vè, những cái tác phẩm văn học mà những vị đời sau sáng tác. Người ta sẽ mê đắm những cái đó, còn chánh tạng người ta sẽ dần quên lãng. Và dần dần Phật Pháp nó không còn một cái gì của Đức Phật cũ mà người ta vẫn gọi đó là Phật Pháp. Thì đây là một cái điều chắc chắn sẽ tới. Thì như Đại Đức Tuệ Tường nói đó, cái vấn đề này không chỉ đơn giản là ở thời nay mà thời xưa cũng có. Nó giống như một cái biểu đồ lên xuống và sẽ càng ngày càng tệ cho đến cái thời điểm mà cuối cùng là thời điểm mà mạt pháp không còn ai biết đến chánh pháp nữa. Cái vấn đề của chúng ta là nếu như chúng ta ưu tư về chánh pháp thì chúng ta hãy nỗ lực tu hành để bắt kịp cái chuyến đò cuối cùng. Trên đường mà khi mà sư đi máy bay mà sư xuống dưới từ Miến Điện mà xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh, nó xuống cái tầng Bình Lưu. Quý vị ai có bay thì quý vị sẽ biết là mình ở trên nhìn xuống mình mới ý thức được là cái thành phố Hồ Chí Minh mình nó ô nhiễm tới cỡ nào. Thì khi mà sư đi xuống, sư có cảm giác giống như là mình sa đọa vậy đó.
từ ở trên mà đang không khí đang trong lành mà đi xuống dưới mình có cảm giác y như mình đang sa đọa vậy, mình rớt xuống dưới phàm trần. Sư có suy nghĩ như thế này, và sư vẫn luôn truyền tải cái thông điệp này để mong là để có càng nhiều những cái người hữu duyên. Đó là gì? Tại sao mình cứ nghĩ là Phật giáo mình ở Việt Nam mình là những cái nó toàn là mịt mù chướng khí, mà nếu như mình không tìm được một cái nơi để mà nó cái không khí trong lành, tại sao mình không tự làm? Nếu như mọi người ai cũng chỉ biết than thở mà không ai biết xây dựng thì cái môi trường tu hành trong lành ở Việt Nam mình ở đâu ra? Ở đâu ra? Rồi quý vị thích đi, những vị thích đi miếng thì cứ đi, nhưng mà những vị ở Việt Nam mình, nếu mà mình không tu, nếu như bản thân mình không làm thì ở đâu ra? Nếu như mình chỉ biết ngồi mình than thở mà mình không chịu, mình mỗi người chung một tay để vun bồi, để tạo nên một cái không khí tu hành ở Việt Nam nó trong lành, thì quý vị thấy mình không làm ai làm? Sư đặt câu hỏi như vậy thôi. Và sư rất mong những vị mà có tâm có tầm thì cùng nhau chung tay để gây dựng một cái nền học thuật, một cái nền tu hành ở Việt Nam mình nó cải thiện tốt hơn. Rồi từ đó, đó những cái vị mà mới xuất gia thì có chỗ để nương tựa, rồi những cái vị mà lành á, sẽ có chỗ để quy tụ về. Sư vẫn mong cái điều đó hơn là mình chỉ đơn giản là mình ngồi để mình than thở thời thế. Và cái câu cuối cùng sư nhắn gửi quý vị đó là thời gian thì nó không chờ ai, ráng nỗ lực trước khi trễ chuyến đò. Và có những việc biết ưu tư cho thời thế, biết ưu tư cho Phật Pháp, biết ưu tư cho chính mình, thì hãy đứng dậy, hãy hành động. Mình không làm, không ai làm cả. Và sư biết là có nhiều cái ý mà sư cũng không có bám theo câu hỏi để sư trả lời, nhưng mà khi mà sư đã nói như thế này rồi thì những cái ý này quý vị thấy là còn cần thiết trả lời nữa hay không? Sư qua câu hỏi tiếp theo.